what name here? This is called Batuan Temple. Batuan. Batuan. Batuan Temple. Yeah. Ở đây là ngôi đền Hindu rồi. Yeah. Yeah. Hindu, của người Hindu các bạn. Đây, đây là cái cổng vô ha. Và bây giờ mình sẽ chụp. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Diệu Trần Travel. Thì cái video này là mình đang đi tới hòn đảo Bali của Indonesia, và mình đang tới một cái ngôi đền Batuan của người Hindu ha. Thì do đặc tính như là một cái sự tôn kính của ngôi đền của người Hindu á, thì khi các bạn mà tới đây, tức là khách du lịch á, tới đây thì mình cần phải choàng một cái xà rông ha. Thì cái xà rông này thì người ta cho thuê các bạn, tức là sẽ che cái phần từ cái eo trở xuống với cái chân ha, còn cái phần trên thì cái áo thì các bạn không cần phải che chắn như thế nào hết ha. Đó, đây là đặc trưng của cái chỗ này ha. Yeah, thank you. Okay. Thì đây là cái ngôi đền như là rất là cổ các bạn. Thì các bạn cũng thấy được vài cái bức hình mà mình chụp á, thì một cái kiến trúc rất là độc đáo ha. Và các bạn nhìn cái quang cảnh rất là đẹp ha. Rất là Bali luôn á. Very clever. Đó, thì bây giờ thì mình đang đi tham quan ở phía trong. Đó, thì mình có để một cái vài bức hình để các bạn có thể thấy được cái khung cảnh ha. Thank you. That's right. Thank you. Hello. Oh, Vietnam, very good. So am I. You have friends. You have friends. Yeah. Good job. Yeah, khi mà đi tới cái chỗ này, cái chỗ mà du lịch đó các bạn, mà ở nước ngoài mà bỗng dưng gặp người Việt Nam, cảm thấy rất là vui và rất là thú vị ha. Mọi người chào nhau như vậy đó. Còn đây là cái chú tài xế taxi hết các bạn. Thì khi mà các bạn tới du lịch ở Indo, ở Bali á, thì rất nhiều tài xế taxi, người ta có một cái tour á các bạn. Cái tour tức là khi các bạn thuê xe taxi, người ta sẽ chở các bạn đi một ngày. Và trên xe taxi thì có những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, thì các bạn có thể chọn để người ta, y như là người ta sẽ hướng dẫn, cũng như là người ta sẽ tư vấn cho các bạn là ở chỗ này đẹp, chỗ kia sao đó. Thì các bạn có thể đặt taxi là đi nguyên một ngày. Đó, thì các bạn là ăn uống rồi dừng chân gì đó, tùy vào các bạn thích ha. Thì người ta sẽ tính tiền 200? Theo ngày ha. How much did it cost? The gimbal. 400. For million Vietnam baht. Maybe 200. Yeah, yeah, 200 Aussie. Yeah. Great. Yeah. All right, so this is all the original stuff. Wow. Yeah. Yeah, but see, it's not panning smooth. Maybe you stop and you start do again. Okay. So that seems to.
tham quan xong ngôi đền á, thì có cái chỗ cái quán người ta bán những cái thức ăn rồi những cái nước uống để cho khách người ta có thể nghỉ ngơi, ăn một xíu thức ăn nhẹ như vậy ha, ăn snack á, uống nước nghỉ ngơi xíu ha. Đó, mọi người rất là thân thiện các bạn. Screen cap. Đây thì you want a water cái video này là hết rồi. Thì mình sẽ làm những cái video tiếp theo. Hy vọng là các bạn sẽ thích video. Và chào tạm biệt các bạn nhé. Và đừng quên subscribe cái kênh YouTube của Dự Trần Travel nha. Ok, see you later.